Xin chào, hiện nay thì đau nhức xương khớp đang là vấn đề phổ biến đối với người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở độ tuổi từ 40 đến 45 tuổi trở lên và đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Và ở đây, trong video này, tôi sẽ bật mí cho các bạn một cái bí quyết giúp chúng ta có thể giải quyết vấn đề về đau nhức xương khớp vô cùng đơn giản và hiệu quả. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Đó chính là sản phẩm dầu xương khớp Hoàng Cốt Thống. Đây là một sản phẩm đông y gia truyền được chế xuất hoàn toàn từ những thảo dược quý hiếm như là quế chi, nhân sâm, khuynh diệp, bạc hà, cây long não, v.v. Dầu được sử dụng để xoa bóp ngoài da giúp hỗ trợ giảm đau và điều trị cho các vấn đề thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, vôi hóa cột sống, viêm cơ, co cứng cơ hay là bệnh gút, v.v. Điều đặc biệt ở cái sản phẩm dầu xương khớp Hoàng Cốt Thống này là gì? Đó chính là hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Các bạn chỉ cần sử dụng sau 3 đến 5 ngày là đã có thể cảm nhận thấy cái sự thay đổi rõ rệt về cái vấn đề đau nhức xương khớp của mình. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là gì? Sản phẩm chỉ dùng để xoa bóp ngoài da, không cần uống vào bên trong cơ thể, cho nên nó có thể giúp chúng ta hạn chế được rất nhiều những cái tác dụng phụ hay là tác dụng không mong muốn như là đau dạ dày, như là phù, ứ nước, tăng cân, cao huyết áp hay là ảnh hưởng chức năng gan thận. Sử dụng sản phẩm thì vô cùng đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà hoặc nhờ sự hỗ trợ của người thân mà không cần phải đến các trung tâm y tế, cho nên tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Và nếu như các bạn hay là người thân của mình đang gặp phải những vấn đề về đau nhức xương khớp như đã nói ở trên thì hãy inbox hoặc là liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0986 665 944 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp nhé.